Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cả PC của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một game khá là thú vị để các bạn có thể chơi cùng với cả bạn bè. Đó là game Monopoly Plus. Hay các bạn có thể hiểu đơn giản đây là game cờ tỷ phú. Được chưa nào? Cờ tỷ phú thì có lẽ là hồi bé chúng ta cũng từng chơi đúng không ạ? Hoặc là ít nhất thì cũng từng nghe qua về nó đúng không nào? Bây giờ mình sẽ vào game và cho bạn coi một chút về cái gameplay cũng như setting của cái tựa game này nhá. Thì ở đây, đầu tiên khi vào game thì chúng ta sẽ chọn cái phần đó là ngôn ngữ đã. Mình sẽ chọn tiếng Anh. Cờ tỷ phú mà hồi nhỏ thường có một nhóm bạn nào đó mà ngồi chơi cùng nhau rất là vui đúng không nào? Mình sẽ press enter. Ở đây mình sẽ vào cái phần setting trước nhá. Game setting nào. Sort it net. Không có gì hết à? Chỉ có một vài cái về chỉnh màn hình thôi. Credit app. Audio setting. Cũng chả có những cái nút ở đây. Đâu, không, thì là luật thôi. Luật chơi của game thôi. Thanh gần như chả có gì phải để ý cả. Subtitle LED bật lên, tip bật lên, full screen thì mình tắt nó đi để bật nhỏ màn hình thôi. Resolution thì mình hạ nó xuống 1080 720 nhỉ. Apply phát đó, nó nhỏ hơn chút nữa này. Được chưa nào? Như vậy thì cái phần setting này gần như cũng chả có gì phải để ý cả. Mình sẽ vào thẳng game các bạn coi nhé. Ở đây có chế độ local và chế độ online. Online thì mình nghĩ là không được rồi, vì đây là game crack mà. Và đúng như vậy, chúng ta không thể nào kết nối được với cả chế độ chơi online cả. Muốn chơi online cái này thì các bạn phải mua game nhá. Những cái game này có bán trên Steam không nhỉ? Mình không rõ lắm nữa. Bây giờ mình sẽ vào thử cái phần local mode cho các bạn coi nhá. Create a new game, sau đó vào phần Living Board. Classic Ruler. Stampunk. Stampunk chính là nhóm đã crack cái game này chúng ta nhé. Mình sẽ chọn hai người bằng cách ấn hai phím enter. Ở đây chúng ta có thể chơi tối đa 6 người cùng một lúc. Các bạn có thể có ví dụ có 2-3 đứa bạn gì đó thì có thể chơi chung trên một máy, mỗi đứa run một lần. Khá đơn giản. Ở đây mình sẽ chọn hai người cùng chơi một lúc nhé. Sau đó mình sẽ start game. Âm nhạc đồ họa khá là hấp dẫn, thú vị. Game này rảnh rỗi một buổi nhậu nhẹt, một buổi tụ tập nào đó các bạn bè ở một phòng nhỏ chẳng hạn. Ví dụ như các bạn sinh viên hay học sinh tổ chức một buổi party nhỏ thì các bạn có thể bật cái game này lên để chơi. Cũng khá thú vị đúng không nào? Run die nào. 5. Đây là đang xác định cái lượt xem để chúng ta là gì nhỉ? Để xem ai là sẽ người được đi trước trong cái ván cờ tỷ phú này. Rồi, 10. Chắc chắn là player thứ hai này sẽ là người được đi trước rồi. Vậy. The board is here. Your time has come. Run die. Player 2 đi trước và đó là 7. 1 2 3 4 5 6 7. Cái gì đấy? Don't settle. Đừng bấm mấy cạc gì đó. Speak fine. Mất 15 tiền à? Enter bằng cách ấn enter. Đến người thứ hai này. Ấn vào roll die để tung xúc sắc. Lại là 10, đâu là 9 thôi. Cứ tưởng 10 nữa. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Thì xa rất là nhiều. Cái gì đây? À phải mua cái gì đây? Xây nhà. Rồi, mua luôn. Buy luôn nào. Đây, xem một công viên giải trí. Rồi, enter. Người thứ hai. 10 luôn. Đấm bồ. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái gì đấy? Lại được một cái cạc gì đó rồi. Advance to go. Được 100 tiền. Play again. Run die. 5 à? Xem nào. Skip luôn nhá. Đây mình sẽ mua cái cửa hàng gì đó này. Bất sư nó 200 tiền. Được rồi,
Nói chung là chúng ta cứ sẽ cứ vòng vèo tung xúc xắc và đếm số rồi là mua đồ các kiểu xem cuối cùng ai là giàu nhất thôi. Ai là trùm của cái bàn cờ tỷ phú đúng không nào?